Chào bạn. Xét nghiệm thì có hai, lúc thì 118, lúc thì 130. Thực ra thì là cả hai cái chỉ số này, cho dù là ở hai nơi khác nhau nhưng cũng đã thể hiện rằng là bạn có giảm cái chức năng thận rồi. Thành thực là khuyên bạn nên đến một cái cơ sở y tế mà ở đó có cả một cái đội ngũ về bác sĩ chuyên về thận. Thứ hai là có nhiều cái xét nghiệm chuyên sâu về thận để khám bạn nhé. Thực ra thì bạn cũng thấy đấy là cái triệu chứng của cái bệnh thận thì nó rất là mơ hồ, đặc biệt là trong giai đoạn, xin nhắc lại là bệnh thận có 5 giai đoạn 1, 2, 3, 4, 5. Cái giai đoạn 1 hầu như không ai phát hiện được hết ấy. Thậm chí những cái trường hợp mà suy thận mà do đái tháo đường, cái giai đoạn 1 là bệnh nhân lại còn tăng cái mức lọc cầu thận lên cơ. Cho nên là kể cả có xét nghiệm cũng không thấy được. Người ta có thể dựa vào vấn đề siêu âm hoặc là về cái cách cái xét nghiệm chuyên sâu là xạ hình thận vân vân. Cái thứ hai nữa là những cái trường hợp nó chỉ có thể xuất hiện thoáng qua, ví dụ lâu lâu thấy mệt một chút thì chúng ta sẽ lại nghĩ là có thể là do cái công việc hàng ngày, phải không? Khiến cho chúng ta mệt bởi vì nó thoáng qua rồi nó lại tự hết. Cho đến cái giai đoạn 3, thậm chí là bấy giờ mới các cái triệu chứng mới xuất hiện nhiều hơn. Cho nên giai đoạn 1, giai đoạn 2 có thể là bạn chẳng cảm thấy cái cảm giác gì cả. Và thực tế rất nhiều trường hợp cái lần đầu tiên đến khám với chúng tôi cũng là thậm chí suy thận đến giai đoạn 4, giai đoạn 5 rồi bạn ạ. Nên để mà khẳng định là mình có bệnh thận hay không, cái thứ nhất thì tôi nghĩ rằng là với một cái xét nghiệm 118, 130 đấy là có suy giảm chức năng thận rồi. Cái thứ hai là bạn nên đến cái trung tâm mà để có nhiều cái xét nghiệm chuyên sâu, ví dụ như siêu âm thận này, xạ hình thận này, thậm chí là sinh tiết thận cơ, để tìm ra được cái chính xác cái suy thận đó là do cái nguyên nhân gì, thì sẽ có một cái tiên lượng tốt hơn. Có thể có những cái suy thận nó chỉ được vài ba năm rồi nó sẽ đến giai đoạn cuối, nhưng cũng có những trường hợp có thể kéo dài thậm chí trên 10 năm mới đến giai đoạn cuối, nếu như mà có một cái sự tuân thủ tốt của bệnh nhân đến khám đều, uống theo cái sự hướng dẫn của toa bác sĩ thì có thể kéo dài trên 10 năm mới dẫn tới cái suy thận giai đoạn cuối. Hoặc là có những cái xét nghiệm chuyên sâu để thấy rằng là ngoài mình, anh chị em hoặc là các con cái nên đến bệnh viện để tầm soát, bởi vì những cái bệnh đó nó có tính cách gia đình bạn ạ. Chúng tôi rất là mong là một ngày sớm nhất bạn sẽ đến và chúng tôi sẽ khám cho bạn nhé.